khoảnh khắc xe container tông sập nhà dân ở Đắk Nông. Ngày 25 tháng 7, tại huyện Đắk Mi, tỉnh Đắk Nông, camera nhà dân ghi lại được cảnh xe container chạy trên quốc lộ 14 va chạm với ô tô bên cạnh, sau đó tông thẳng vào nhà dân khi đến khu vực chợ 312 xã Đắk Giờ La. Tại hiện trường, một phần căn nhà bị sập, đồ đạc bể nát. 6 nhà dân ở gần cũng hư hỏng cổng, bảng hiệu và mái tôn. Vụ tai nạn khiến giao thông qua địa bàn ùn tắc kéo dài. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được tiến hành điều tra. Được biết, khu vực chợ 312 xã Đắk Giờ La đông dân cư là điểm đen về tai nạn giao thông.